Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Giải mã tình yêu. Quý vị thân mến, Giải mã tình yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế, mà ở nơi đó chúng ta sẽ được lắng nghe những cái câu chuyện tình yêu, những cái kinh nghiệm thú vị đến từ chính cô gái vô cùng xinh đẹp của chúng ta. Bây giờ có cô gái à. Bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái màn phản biện, những cái câu chuyện cũng kịch tính không kém đến từ hai chàng trai, đó chính là Ngọc Trai cũng là VMAX. Ngày hôm nay như quý vị và các bạn cũng để ý thấy rằng là chúng ta có tới 3 gương mặt rất là mới xuất hiện trong Giải mã tình yêu, đó chính là người mẫu Cao Ngân, mẫu Thiếu Lan cùng với lại ca sĩ Thúy Vi. Xin chào các bạn ạ. Tham gia chương trình thì em cảm thấy ngại. Tại vì sao lại ngại? Tại vì em không có kinh nghiệm yêu. Hả? Không có kinh nghiệm yêu á? Chưa yêu bao giờ luôn? Có một lần nhưng mà chưa có thấm thiết. Tức là em chưa có cảm nhận được yêu là cái gì. Vậy thì em đến đây đôi khi là em lại mang cái làn gió mới tới đây đúng không ạ? Rồi. Em đến đây để tích lũy kinh nghiệm để sau này có khi đến tuổi dậy thì anh chỉ sợ là em đến đây em nghe câu chuyện của các chị, các bạn xong các em hết muốn yêu luôn đó. Nhưng mà thôi, biết đâu bất ngờ đúng không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều và cảm ơn các cô gái của chúng ta. Và ngày hôm nay, nhân vật đặc biệt nhưng mà khách mời của chúng ta đó chính là một anh chàng diễn viên rất là dễ thương và hài hước. Đó chính là anh Hoàng. Chào Quang Mèo ơi, chiêu này người ta làm rồi. Qua đây với em nè. Thấy cưng quá. Hôm nay anh đẹp trai nhất trong những lần em gặp anh luôn á. Không, hôm nay anh đẹp trai thiệt á. Anh quay vòng đi. Ủa, quay cái này bị hại đến nỗi mức độ vậy luôn hả? Dạ đúng không rồi. Gì đó, thiệt mà. Em muốn ngắm anh. Không, thì anh lúc nào cũng đẹp trong tất cả mắt của các em rồi, nên các em cứ yên tâm nha. Anh Hoàng đẹp nhất là lúc làm phó đạo diễn đó. Ok. Lên đây ngồi. Tao à, anh cảm thấy như thế nào khi mà gặp gỡ chính cô gái ở đây? Nói chung là bây giờ cũng đã tới tuổi già rồi. Hoa nở nhụy chưa? Nở nhụy đã khai hoa nhiều lần. Chính cô gái này thì nói về sự hấp dẫn thì... Anh ơi, cho một cái thao. Anh Mèo, tới đây đâu phải để làm quen với nhau hay là giao lưu gì đâu. Vậy thì đâu có xinh đẹp gì đâu. Đẹp rồi. Không biết. Con trai. Em không biết nha. Sao em không quay qua em dòm bên đó mà cũng dòm anh hoài vậy? Hả? Bị gì đó. Tại vì anh là khách mời, em tôn trọng anh, thấy không? Anh vừa mới tới mà. Thôi anh Hoàng ơi, dù gì đây cũng là phe bên mình phải hòa thuận với nhau, anh hiểu không? Lại bên phản biện lại bên kia. Đúng rồi. Mới mở đầu chương trình thôi, phải không hiểu là có vẻ nóng lên rồi. Thì thôi hãy cùng chờ xem là những câu chuyện sẽ đi về đâu quý vị nha. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là một chủ đề khá là hấp dẫn, và tôi tin rằng đây sẽ là cái thời gian để mà các bạn nữ có thể xả hết bao nhiêu những cái bực tức của mình dành cho người yêu cũ cũng như người yêu hiện tại. Chủ đề ngày hôm nay đó chính là những lần làm tổn thương nhau khi nóng giận. Tại sao cả ngày anh không gọi điện thoại cho em? Wow, cái này tôi đoán à. Cứ nào bạn thân của ông ta? Bạn thân của tôi bán bún đậu. Câu chuyện của Trinh như sau. Anh Mèo làm gì mà lừa em dữ vậy? Tập trung. Câu chuyện của em nó nhẹ nhàng lắm đó. Đáng yêu dễ sợ. Nó mới xảy ra đây với người yêu hiện tại của Lan Trinh luôn. Hôm đó là Trinh đi với gia đình để đi quay hình ở ngoài Đà Nẵng. Thực hiện cái chuyến quay hình đó xong thì Trinh cùng với ba mẹ ở lại nghỉ dưỡng luôn thêm một ngày nữa. Nguyên ngày hôm đó quay đi chơi rất là vui với ba mẹ. Nhưng mà tới tối cái mình mới thấy, ủa sao không có một tin nhắn, không hỏi thăm, không gọi điện thoại, bực chứ. Chắc người ta nghĩ là Trinh bận. No, Trinh không có chấp nhận cái chuyện đó. Một ngày là kiểu gì cũng phải có nhắn tin hả? Sáng thức dậy là phải em ngủ dậy chưa? Trinh say. Đúng rồi. Cái đó nó không có nhiều thời gian. Chỉ có vài giây thôi. Nguyên ngày mà mới gặp đây mà đi công tác có tí xíu là đã không quan tâm rồi. Hiểu rồi, anh hiểu điểm. Sao cười? Nói vô hay vô tình rồi. Sao cười vậy? Vậy. Anh vô tình. Đó cái anh nó vô tình. Đúng gái rồi. Đi xa là phải nhắn tin hỏi. Chính xác, em tới chưa này nọ. Không, nhưng mà Bảo thấy cái chuyện này kỳ nha. Tại vì thường là những cái ai mà đối tượng nào mà thường đi chơi á mới là quên cái chuyện mà nhắn tin hay gọi điện cho người yêu.
Còn cái này á, người yêu của Lan Trinh là tôi biết là tại vì ở nhà là bù đầu bù cổ trong bếp, hiểu không? Thậm chí những lúc tôi qua quán tôi ăn mà Lan Trinh ngồi nói chuyện với tôi nguyên một buổi luôn, mà ổng ở dưới ông lò ông nấu bếp mà Lan Trinh cũng không có xuống hỏi thăm ông câu nào hết. Bạn muốn cái gì? Cái gì? Bạn mắc cười quá. Nhưng lúc đó thì bạn tôi chưa có làm vào bếp, bạn tôi làm nhân viên văn phòng. Lúc câu chuyện là tiếp theo nè. Có còn nữa, còn cái khúc nóng giận chưa vô khúc nóng giận. Rồi vô khúc nóng giận. Anh cứ từ từ nè. Đó. Đây là vậy đó. Thì em mới bắt máy điện thoại lên, em nói ủa anh sao vậy, sao nguyên ngày em không gọi điện cho em, anh bộ anh bận dữ lắm hả? Cái bên kia thái độ bình thường mình nói như vậy thì bên kia giảng hòa cười hề là tôi chỉ giận một thôi tôi bỏ qua, cái tự nhiên bên kia thái độ lại hậm hực xong cúp máy ngang. Trời ơi, lúc đó mới bực đúng không? Lúc đó mới bắt đầu quạo. Rồi dây tình thường gọi điện lại kêu hả? Ủa làm gì cúp máy ngang em? Bộ em nói không đúng hay sao? Đúng cái tăng đó không? Đúng cái tăng đó đúng luôn. Đúng cái tăng cái giọng đó luôn. Cái tăng lên. Đang đứng trước biển mà chửi mà tôi cứ sống biển luôn. Sau khi ảnh nói lại Trinh một câu thôi, Trinh im luôn. Tôi gì ta? Tôi gì mà ghê vậy? Câu thần chú nào mà ghê vậy? Đúng không? Anh ơi, em biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật của anh. Sinh nhật của anh. Thôi vừa cao quá. Hẹn cao luôn. Thôi vừa. Đỉnh cao trên đây, Trinh là đỉnh cao. Oh my god. Xong cái tôi đứng hình 5 giây xong tôi bắt đầu tôi đi chơi nguyên ngày coi như tôi không nhớ chúc mừng sinh nhật cả trong tối ngày, tối cuối ngày tôi còn gọi điện chửi người ta nữa. Bây giờ bạn thấy như em tôi phân tích câu chuyện như thế nào bây giờ anh lên chuyện rõ ràng rõ ràng như thế này là anh hoàng mèo. Anh nói một câu đi. Em nghĩ là mọi người nên nghe thôi chứ không nên bàn, tại cái này chị sai mà. Anh nói một câu hả? Cho vừa. Phụ nữ cứ hay có kiểu như nè, lúc nào cũng phải bắt đàn ông phải gọi là em ơi em sao, em ăn uống gì, em ăn gì chưa, làm gì chưa, uống chưa, dạ em đang làm gì vậy, rồi hôm nay sao sao, mà không bao giờ phụ nữ gọi điện thoại hỏi cánh đàn ông tiếp đúng không? Thế đó là, tự nhiên mình cảm thấy mình bị anh Quang mất cân bằng. Anh Quang, anh đây vợ anh không làm nữa chứ những người phụ nữ khác làm mà sao anh đánh đồng tụi em vậy? Anh bảo đảm ở đây chính cô không có cô nào làm hết á. Không hề. Ghê vậy? Chính xác. Không hề. Không ai cũng làm hết trơn á. Không có làm thôi. Lẽ bây giờ em với Ngọc Trai đứng xuống đây nói là anh sai rồi, anh xin lỗi người ta đi. Để anh coi thử khi nào anh sai. Anh sai cả đời rồi. Nhưng mà thật ra cuối cùng Trinh cười. Trinh cười hề hề xong cái Trinh cũng nói với bạn Trinh là ai đứa anh không gọi nhắc em hôm nay sinh nhật anh. Ủa rồi cuối cùng sao? Cuối cùng các bạn trai cạn lời. Thì cuối cùng đó thì xin lỗi anh nhưng mà ai đứa anh không nhắc em vậy thôi hết chuyện. Người có giận không? Không giận, không giận gì luôn. Đàn ông dễ dãi. Người ông quá dễ dãi. Không vậy người thử thôi đổi ngược vai thôi vậy là dễ ngược mà bảo gì đâu mà dễ dãi. Trời ơi, ủa chứ như gặp người yêu nếu mà là mấy bạn thì mấy bạn thái độ sao? Giận luôn. Phải đền bù chứ phải giúp nhau. Bây giờ cứ hỏi cái đàn ông thử đặt ngược lại là mình nếu như người yêu mình nguyên ngày không gọi điện thoại hỏi thăm sinh nhật mình đi du lịch xa chơi đời đã đời thì bạn nghĩ sao? Em thì em không giận nhưng em mốt yêu lại xíu. Trời ơi. Ủa yêu là em cũng đo được luôn hả? Ừ. Đúng rồi đo chứ mình mốt bao nhiêu phần trăm nhưng mà bữa sau người ta làm nó như đó, mình tăng lên gấp 10%. Ghê cái gì? Ghê, tình yêu em quy định phần trăm mà. Không yêu giờ lạ quá ha. Ê, có vẻ như là cái tình yêu của con bé này nó vĩ mô quá em ha. Thiệt. Mà mình không biết cái lời nói đó của mình là đùa thôi anh hiểu không? Chỉ là mình nói đùa. Mọi người có nghĩ cái đó câu nói đùa không? Không. Mình cảnh là cáo. Anh nói thẳng luôn, anh bớt yêu em rồi. Thấy chưa? Cũng có người bớt cái câu đó tát thẳng vô mặt mình luôn á. Đúng rồi. Vậy sao tụi em cũng nghĩ là tụi em cũng nói câu đó tát thẳng vô mặt. Nhưng anh thái độ của anh là khác, còn thái độ của em coi chừng em bớt yêu anh đó nha, kiểu mình cảnh cáo thôi. Anh nói lại nè, còn anh nói á là anh bớt yêu em rồi đó. Ủa sao kỳ vậy, tụi em nhõng nhẽo không cho tụi anh nhõng nhẽo được hả? Nhiều lúc anh nói với cái tâm thế đó xong là bớt yêu thiệt đó. Người ta là mèo. Ừ. Nhưng mà đây Đàm Bi, nếu như bạn gái mà quên ngày sinh nhật của em thì em sẽ như thế nào? Tức là ăn thôi.
nhưng mà nó là một cái vết sẹo thì dã man lắm, sao lại mình cười trời vết sẹo trời ơi man lắm hả, vết sẹo sinh nhật mình mà mình không sinh nhật mình mà bạn gái mình không nhớ gì. Em nhớ gì, em nhớ cái gì trong đầu em, để cái gì đi chơi mình cũng ăn không đi hả? Chơi lúc đó đang đi chơi, đang relax dưới biển đang hưởng thụ thì nghĩ gì cái ngày sinh nhật của anh là tầm thường à, okay, lúc đó cũng đang đi với gia đình tôi mà. Ê, okay, okay. Ba mẹ tôi anh Hoàng sau khi mà thấy bệnh tranh luận xong phát hiện ra là toàn một đàn ông bệnh ích kỷ dễ sợ. Đâu có, anh đang nói chuyện chị Phương. Em chưa mở mở miệng nha, xin lỗi em. Sao không đổi vị trí lại à, mình đổi vị trí với nhau lại nữa không mình... cái đặc tính nó của phụ nữ rồi, đâu có ai nói là phụ nữ không ích kỷ đâu, đâu có ai nói phụ nữ không nhỏ nhen đâu, chỉ còn là bình thường. Đàn ông không có đạo lý, mình bỏ qua cái vấn đề đó đi. Ok, bây giờ cảm ơn Lan Trinh đã mở đầu ngày hôm nay một câu chuyện rất là thú vị và chúc cho tình yêu của bạn ngày càng thêm thăng hoa. Căng lắm rồi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha.